IV Mốt Đà hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Giọng Ai Giọng Ai. Xin cảm ơn thương hiệu thời trang cao cấp AV Moda đã tài trợ độc quyền cho chương trình này. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai chủ nhà Trường Giang và Trấn Thành. Chào hai em. Dạ. Nay khỏe không? Em thì khỏe đó, mà không biết anh khỏe không. Mà sao lúc nào em thấy em mặc cái gì cũng có một miếng bùa hộ mệnh mà này vậy? Bộ đồ này nó liên tưởng tới ngày đó. Ngày vậy sẽ không xa xôi. Và chúng ta là người đám cưới. Anh cũng hy vọng đến ngày đó nha. Lúc đó hy vọng rằng là phải Trường Giang với Trấn Thành sẽ là những người dẫn chương trình cho anh, ok? Sure. Yeah, cảm ơn em rất nhiều. Yeah. Mời em về chỗ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với hai khách mời. Xin chào đón Hứa Minh Đạt và Trương Quỳnh Anh. Chào hai em. Dạo này xa vợ chắc cũng buồn nhiều phải không em? Dạ thoải mái với anh. Thấy đăng status Facebook được kia là nhớ quá chịu không nổi rồi. À, đó là ảo thôi, nhưng thật ra trong hồn phơi phới à. Phơi phới hả? Dạ, nó đi ở nhà nhậu không có ai rầy. Hiểu không? Ta đang hạnh phúc mà. Còn Quỳnh Anh càng ngày càng đẹp. Đúng không? Quá đẹp luôn á. Hôm nay em đến với chương trình này là lần đầu tiên phải không? Dạ đúng rồi. À, cảm giác em thế nào? Cảm giác em đang rất là vui bởi vì là ở nhà em cũng xem chương trình này nhiều lần lắm rồi. Mà ở nhà đoán không có được. Thì lên đây cũng vậy thôi. Lên đây có hai chủ nhà. Dạ. Quá dày dặn kinh nghiệm. Dạ. Trong chương trình không, rồi không em thấy hai chủ nhà cũng đoán sai hoài ấy. À. Bé để đâu hả? À? À. Sao càng ngày càng xấu hả? À? Cái gì vậy Giang? Tất cả là chiến thuật của chúng đâu tôi. Đúng vậy. Em chưa hiểu hết gì đàn ông đâu em à. Em còn non lắm. Thôi em về. Dạ. Với Trấn Thành nha. Màu. Dạ. Sắc qua lá về cùng với nhau. Bên đó, đây đen. Dạ. Trắng về cùng đó, với Trường Giang. Đó khoát về đó khoát luôn. Rồi mời hai. Dạ. Em đi. Rồi. Trời ơi. Con bé đó đẹp quá. Dạ. Đẹp. Mà Quỳnh Anh mặc cái bộ đầm đỏ ngồi vô cái ghế là không thấy cái người đâu luôn. Giống như giờ chỉ thấy có một cái đầu ngồi trên cái ghế thôi. Nhưng mà để em báo trước với Trấn Thành luôn. Sao? Ca này cũng phải vừa đâu. Thường á, em thấy trong cái mùa này đó anh. À. Cái ghế này của em nè. Phong thủy phải không? Nó có cái từ trường riêng. Là bị gì anh? Lát nữa từ từ mọi người sẽ khám phá được em thôi. Em yên tâm rồi, một lát em sẽ biết em bị cái gì. Vậy thì để mình xem coi ngày hôm nay cái ghế này nó sẽ như thế nào nha. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai ca sĩ khách mời của ngày hôm nay. Sẽ được chào đón Vũ Cát Tường và Văn Mai Hương. Lòng anh rất hiểu người giấu nhiều điều để đổi lấy anh nụ cười thương. Lòng anh rất hiểu người ôm một phía để đổi lấy anh. Thank you.
điều gì đã khiến chỉ hàng em trong anh bao những nơi gì cạnh nhau.
trời vẫn xa. Dù tình ta còn trái ngang, một hai ba bốn cơn đau còn đầy, năm sáu cơn mê còn say, những ngày vui rồi bất khóc. Trời vơi giọt sầu du hồn lá lê. Ngày mai sau nếu ta quay về, xin hãy giữ cho nhau vòng tay, những ngày vui đừng bật khóc chỉ thêm đau lòng nhau. Oh, cô sâu nước mắt, cô sâu tiếc nuối những tháng năm khi xưa đôi ta đã từng bên nhau. Giờ còn gì và Văn Mai Hương. Mỗi khi chương trình mà có những khách mời mà là những bạn mà đang được yêu thích cuồng nhiệt á, không có nói lợi với mấy cái con người ngồi ở đây. Tôi vừa gọi tên một cái ha là la rần trời trần, ví dụ Văn Mai Hương, Vũ Cát Tường. Không nói được gì luôn là vậy đó. Thích lắm, mỗi lần chương trình cũng mấy ca sĩ mà ca vậy đã lắm. Ê nói nghe nè, hai đứa hát hay, hai đứa thử hát điệp đoạn nào điệp khúc xong ca nhau đi thiệt á. Có bài nào chung không? Không, mấy mình hát một cái bài dạ, nó cộng sao? Đồng chút xíu đi, bắt kim thang chẳng hạn. Trời ơi, em si kỳ quá. Cho ta bài bóp ballad đàng hoàng đi. Đó, em hát bài của Tường rồi nè, yêu xa nè. Yêu xa nha, yêu xa nha. Em hát giọng chính đi ta bè cho. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện, mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang rất xa, để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Ai may mắn bằng tôi? Hai đứa nó hay ho quá, trời trời tôi mê quá. Em hy vọng là ngày hôm nay là đúng phong thủy. Lần trước em ngồi với ai? Em ngồi với anh Trường Giang. Ê ngày sau lúc đấy em tự tin lắm nha anh. Trời, về với anh Giang chắc là nhất rồi, bởi vì em coi là thấy đội anh Giang hay nhất lắm nha. Mà em với anh đó nha. Xí chứ. Thật ra ngày hôm nay em đã nghĩ trong đầu rồi, em bảo là chết rồi, chắc ngày hôm nay phải về đội ông Xì thôi. Tại vì kiểu về đội ông kia là kiểu gì là cũng thua tiếp phải không? Thật ra khi ngày hôm nay em nhìn thấy anh, em quyết định là sẽ về đội anh. Tại vì mình sẽ không bao giờ thua lần thứ hai đúng không anh? Em đã nghe nè, nếu như em đã có ý định về đội với Giang từ đầu thì em lại dập cái câu đầu tiên chi vậy, rồi lỡ về Giang nó không nhận em rồi làm sao? Trong cuộc sống của người, con người mình á, nó có mỗi giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thua rồi sẽ tới giai đoạn thắng. Đấy, hôm nay là giai đoạn thua. Nhớ là năm đợt trước là Từ ngồi mé bên này nè, đúng không? Dạ đúng rồi, em Từ ngồi với Trấn Thành. Dạ, cũng mé này luôn hả? Mình nói về phong thủy nha mấy anh chị nha. Tôi muốn nói dần nha. Các anh chị có nghe bài kiếp đỏ đen không? Đây, đỏ, đen. Không ai nói nha, không ai làm gì nha. Anh, đỏ, đây đen. Em bữa nay đen. Nhưng mà đây là màu đen, màu đen của Thủy Chung. Màu đen là sự màu đen. Cái gì vậy Thành? Lần đầu tiên tôi nghe một cái định nghĩa về màu sắc, màu đen của Thủy Chung hả? Không, ông cái gì ông cũng nói được hết. Em yên tâm đi, hôm nay Trường Giang sẽ đưa em lên đỉnh. Vậy thì bây giờ mời em tới cái đỉnh ta trước đi cái đã. Mời Từ qua bên Trấn Thành. Em có hiềm khích chỉ anh hả? Đừng có thua là làm sao mà thua được?
Xa lạ gì nữa? Xa lạ gì nữa? Vẫn là hai chiếc ghế quen thuộc với các bạn từ đó đến giờ. Nhưng chương trình mùa 4 không có dễ dàng như những mùa trước mà các bạn đã từng tham gia. Rất khó, rất chiêu trò. Anh nghĩ yên tâm, độ khó của chương trình sẽ thay đổi và kết quả thì cũng không thay đổi đâu. Anh kia cũng sẽ thua tiếp thôi. Anh nghĩ đã từng nghe bài hát Nếu Như Ngày Em Đến chưa? Em bài của Văn Hương đúng không? Đúng vậy. Nếu như em đến rồi thì anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Ok. Chúng ta cũng từng nghe bài Không Thể Và Có Thể. Có những chuyện có thể, những chuyện không thể. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên, vòng hóa thân. Sống ai. Các em thân mến, để có một sức khỏe tốt, chúng ta cần phải tập luyện thể dục thể thao đều đặn. Và ngày hôm nay, những người chơi của chúng ta sẽ giới thiệu những môn thể thao mà họ đang theo đuổi để họ có được một cái thân hình đẹp, một cái body chuẩn, tùy cho chúng ta lựa chọn môn thể thao phù hợp với mình. Mời 7 người chơi của ngày hôm nay quay lại. Ông số 4 cầm dòng tưởng Na Tra không đó. Mà quan trọng vậy nè, nói thiệt nha, không biết cái hãng nào mà nó làm cái con gấu mà mặc buồn thiệt buồn. Cổ vũ mặc như không trả lương mặc. Và cái mặt con gấu này là đang thể hiện tâm trạng của cái ông đó đó. Buồn nóng lắm cho em. Nóng nóng điên người luôn. Anh vậy bây giờ mình phải tranh thủ, mình phải biết thương bạn bè mình. Hỏi số 1, số 2, cái mình chừa số 3 ra, số 4, 5, số 7 quay lại số 3. Để cho ông đứng tới cuối chương trình luôn. Đúng không? Rồi. Còn nếu mấy em mà thương hơn nữa đó, số loại 3. Từ vòng đầu cho anh. Không, phải cho ở tới cuối anh. Vậy. Để cho cảm nhận được cái hơi ấm. Ê khoan khoan, nếu vậy thì vòng 2 ổng nhép sao mình thấy. Biên tập năm nay nó ghê thiệt, chuyện gì nó cũng dám làm. Đây, số 1, mình đến với cô gái mặc bộ đồ da, cầm cây đánh golf. Mà mọi người biết rồi, mình đánh golf mình đánh ở đâu? Ở ngoài trời. Ngoài trời. Trời nắng nữa mà đánh golf là thấy nó hợp lý cỡ nào rồi đúng không? Bà này đi thu tiền golf chứ không có đánh golf. Và công việc của cô ấy là gì? Là YouTuber. Một công việc đang rất được nhiều các bạn trẻ hiện nay thực hiện. Đó là công việc của cô ấy, YouTuber. Công việc mà Trấn Thành rất yêu thích. Em mê lắm, em mê mấy người này lắm. Mời em. Dạ, xạo nha anh. Dạ. Sao xạo? Dạ, thế người ta làm cũng rất tự tin mà. Dạ, hồi nãy cô vừa làm mà cô vừa ngó cái máy của cái ông quay phim. Chứ không phải là cái máy của cái điện thoại mà quay YouTube. Tại vì sợ làm sai, bà Ngân bà trừ lương, hiểu không? Mấy bạn ở đây biết bà Ngân là ai chưa? Biết bà Ngân là ai chưa em? Biết bà Ngân là ai không? Khán giả biết bà Ngân là ai không? Bà thuộc quý à? Bà Nguyễn Thị Ngân là biên tập thần thánh của chương trình do NASA Mỹ phái tới. Em tưởng FBI thôi. Nè tôi nói các bạn nghe, từ đây tới cuối chương trình các bạn sẽ thấy được cái power của bà như thế nào. Thao túng hành tinh này, cả một vũ trụ, nằm gói gọn cả một thế giới. Chỉ thu bé lại chỉ bằng con mẹ Ngân thôi. Cổ có vẻ rất là lanh lợi nhưng không hẳn là tự tin nha. Lanh lợi khác, tự tin khác nha. Ca hiện nay cảm giác ban đầu cho thấy dở nhiều hơn hay. Gương mặt trong clip cho mình thấy hơi hỏng. Kiểu như hơi làm biến hát hay sao? Không phải, làm biến hát là thường mấy đứa giỏi. Dạ. Làm biến là tại vì bạn Ngân kêu ê diễn đi, diễn đi, hát hay quá tôi trừ lương ạ. Nó phải làm biết, em hiểu không? Còn mấy đứa mà hát hơi hờ hờ cái kiểu mà cố gắng hát thì lại là dở. Đó, nhưng mà cái cô này, cái cảm giác mình cho thấy là cô không có khả năng tập trung cao. Hiện nay nó là như vậy, chưa biết cô diễn hay không. Thưa quý vị, các chị, bạn thân mến,
để mà mặc bộ đồ da lên đứng trên đây dù biết là đèn đuốc xung quanh là một sự can đảm. Điều đầu tiên là phải can đảm, bởi vì họ thừa biết chương trình này 4 mùa rồi, mà anh Nghĩa đứng ở đây mà còn di chuyển tới chuyển lui mà còn chịu không nổi, và đứng trên đó mà tạo một cái thế mà mặc bộ đồ da vậy thì ở trong hiện tại là ướt hết rồi. Cô số 1 là cái sự tự tin là rất cao. Em đang nói anh luôn á hả? Anh thì ở đây nó mát rồi, trên kia mới nóng, mà tự tin cỡ này là hát banh. Em ơi, cái đồ này là bà Ngân bà ép mặt em ơi. Nhìn gương mặt của cô ta đi, cái gương mặt này mình thấy rất là sáng. Nếu mà lên sân khấu là một ca sĩ cũng hợp lý luôn. Bà số 1 có đưa anh nhiều tiền vậy anh Nghĩa? Không biết. Thật ra thì cảm nhận của em bây giờ nó đang 50-50. Tại vì khi mà xem hết cái đoạn clip ban đầu nhá, em cũng có cái ý nghĩa như anh Thành, là bạn này bạn ấy hơi lúng túng rồi, bạn ấy không có khả năng focus nhiều vào cái mà bạn đang làm. Nhưng mà đến khi mà nó lại chập chờn cái giọng nói của bạn ở cuối ấy, thì em cảm giác như nếu bạn này mà bạn hát được thì bạn sẽ là người hát hay. Tại vì nó giọng hơi ồm ồm. Sao tôi biết thấy hát, là hát hay. Cái bạn này dạng tươi giống như Trường Giang nói là tươi mà tươi banh á. Cái dạng như là nếu như ngày anh đến. Đó, đó, đó. Tươi vậy đó. Thôi anh đừng ngâm cứu nữa, tại vì mấy mùa trước anh nói nhiều quá, toàn sai à. Nói nhiều quá, toàn sai à, toàn sai à. Em thì nghĩ bạn này không biết hát. Vì sao? Bởi vì là cái lúc mà bạn nói chuyện, bạn bị mút tiếng và chỉ có một tiếng, thì em thấy là tất cả những cái cơ khác của bạn không có thay đổi gì hết. Và cái giọng của bạn luôn luôn trong cái thế là không có chuẩn bị trước. Người mà thật sự biết hát á, họ sẽ luôn chuẩn bị cái hơi trước, hay là cái cách mà họ lấy hơi hay như thế nào đó. Còn kiểu như là trả nợ. Đây. Quyền lực đây. Tập trung đi. Lúc đầu khi mà em thấy bạn mấp mấy cái môi á, thì em nghĩ là bạn hát hay, bởi vì cái khẩu hình miệng của bạn là hình như là giọng Bắc hay sao. Mà thường thường những người nói tiếng Bắc á, thì hát giọng tốt hơn giọng miền Nam rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì em lại nhìn ở đây thì bạn lại mặc cái áo da, mà cái áo da đó thì giống với anh Hứa Minh Đạt ngày hôm nay à. Mà anh Hứa Minh Đạt thì hát không hay, nên suy ra bạn này hát cũng không hay luôn. Thấy chưa, cái ghế này nó phong thủy ghê lắm. Logic quá. Các bạn thấy cái cách suy luận của những con người ngồi ngay cái ghế này chưa? Tôi đã nói rồi, dòng lộ diện là dành cho con nhỏ này, chứ phải mấy người trên kia. Càng ngày các bạn sẽ thấy nó hấp dẫn dần. Nó đưa ra những cái lý luận mà NASA không giải thích được. Em nghĩ là nó rất hợp lý. Thì cái đó là trong toán học mình gọi là tính chất bắt cầu á. Cái ghế này nè, anh nói thiệt em nè, không chừng mùa sau người ta để cái lư hương đây luôn. Thiệt á, là cho người ta tới ai mà thấy cảm thấy mà hợp lý là xin á, xin lọc á. Cô ơi, chân nói chuyện có duyên. Ê, có cái lưu hương đây không? Em để chỗ anh Giang. Anh đổi tên em luôn. Tên em là Giang Lưu Hương. Giang Lưu Hương. Cô đang nói rằng em mặc áo da, mắt không hay. Đó, cho nên là liên tưởng tới cô ấy hát không hay. Em nghĩ sao? Phản biện. Phản biện gì mà? Câu cho người ta nghe liền, Đạt. Ủa, anh Đạt biết hát mà. Trời ơi, nghe đây, đừng giỡn. Chồng vĩ dạ mà. Ủa, lên anh. Nè, danh dự đội mình anh. Mát một trích đoạn trong... Trời, trích đoạn. Tuồng gì? Tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài liền. Hay quá. Thử coi. Chim rừng liêu la canh thờ mộng hoa. Wow. Nghe chim rừng thì sợ quá. Nghe Đạt hát xong lên chim té chết luôn á. Em bảo đảm con chim rừng này là con đà điểu đó. Vậy thì Đạt, em nhận xét coi cô ấy thế bạn nào. Bạn này hát hay lắm đó. Tại sao? Mặc áo da. Trời ơi, trời ơi. Rồi, tiếp theo. Chúng ta coi bạn số 2. Số 2. Nhìn là thấy rồi đó không? Dạ thấy hết, đây là tóc giả. Đây. Giả không? Tóc thiệt. Đâu thiệt không? Thiệt á, sao giống như cái máy sắm, cái máy giả gắn vô vậy ta, sao láng mướt vậy? Công việc của anh ta là gì? Sửa máy lạnh. nhìn là biết xạo rồi. Má máy cái gì mà đi sửa máy lạnh mang ra liền kia. Trời dễ sợ. Sửa máy lạnh là tưởng là street style không hả? Tưởng là đi chụp street style vậy. Trời ơi! Đúng là lạnh đeo xoàng. Tiếp.
Mọi người thấy anh bạn này thế nào? Anh ấy diễn mà hơn cái điều mà biên tập cần luôn. Thiệt á. Mà thật ra là ổng là chỉ cần là nó làm xong, cái ông thợ dưới làm xong rồi em lên đi em. Bước lên là chỉ vô cái là bắt đầu quay. Mà không ai mà đi sửa máy lạnh mà mặc đồ street style. Mọi người hãy coi cái điều mà Vũ Cát Tường nó để ý, cái này mới chấn động địa cầu nè. Không ai sửa máy lạnh đi học soạn. Có sao đâu em. Sửa máy lạnh nhiều có tiền mua sàn đeo mà chưa chắc học sàn thiệt à. Học sàn chợ Bến Thành nó khác à. Ông hiểu ngang ngược chứ. Binh ngang ngược. Như khi mua đồ giả chợ Bến Thành đeo chơi làm sao. Thưa quý vị, tư thế của một cái người rửa máy lạnh, thí dụ tao làm lẹ, tao đi làm khác đúng không? Ờ mà người ngày bao đồ, nhiêu cái máy đang đợi mình bình á. Ờ tao làm lẹ. Trời tôi không biết tôi tưởng thợ kim hoàng làm nhẫn được không, tỉ mỉ. Anh này rất là kiểu cách đúng tay đeo ngọn có thể là trông nghe đứng nó rất là đúng không? Đúng, có thể là đã đi hát rồi không có đúng một điều mà nhìn thấy liền nè, tức là tất cả những người đây ít khi nào họ nhìn thẳng trực tiếp vào mình hết, nhưng mà cậu này là không ngại gì hết trơn á. Thật ra em nhìn bạn này em thấy giống mấy bạn học ở trong trường nhạc. Học trường nhạc đúng rồi, học ở trong là hát hay, là hát hay đúng không? Em thì hồi nãy giờ em nhìn bạn này rất là kỹ nhưng mà em vẫn chưa đoán được tại vì mắt em cận. Nó bắt đầu thấy không, hay lắm, nó bắt đầu có hiệu quả rồi nha. Em nghĩ là bạn này biết hát. Sao tôi lại có linh cảm hồi nãy cái bờ không. Môi ăn không à, nó có một cái độ chĩa kỳ lắm. Cái độ chĩa nó có một cái độ hững hờ kỳ lắm. Cái bạn này 50-50. Mà hiện nay cái cảm giác dở vẫn nhiều hơn cảm giác hay. Rồi, bây giờ mình qua bạn số 4 nha. Trời, cái này còn bạn gấu sao? Bà đứng hình kìa, bà đứng hình kìa. Anh tính đi qua số 4 đi. Bà ấy quay lại đó. Mình quay bạn số 4 nha. Nói chứ tội nghiệp. Thôi mình ghé qua số 3 đi nha. Trời ơi. Trời ơi. Yêu nghiệt. Anh ơi. Đàn ông, đàn ông. Trời ơi. Mà sao bay đâu vậy? Trời ơi. Có ông nghĩa nữa. Rồi sao hát? Hôm họp báo đó Gia Thành nhớ không? À mình không để ý anh. Vậy mà bữa đó nó trà trộn biết vô. Biết bữa đó mình nắm cái đầu mình lột ra mình coi mặt con sao. Đây chắc chắn là một người quen của Điền Quân. Em ơi, có khi nào đó là bà Nguyễn Thị Ngân không? Dạ không. Bà Ngân trong trí tưởng tượng của tôi là một cô gái rất mập và lùn. Ờ Thành ơi, anh cũng nghĩ y chang. Ủa không ai biết bà Ngân là ai. Đáng lẽ lúc đầu tôi có thể nghĩ đó là một có thể là Calaman giả dạng, tại vì ông cũng rất là mê ca hát đồ. Không, nhưng chiều cao này sai. Người thứ hai chúng ta suy luận, người cũng trong Điền Quân thì chỉ có là Khương Dừa. Nhưng cái mặt này thì không giống trái dừa. Tại vì để mặc nguyên bộ đồ che hết tất cả như thế này thì chỉ có người quen thôi. Chắc chắn người quen nghệ sĩ mình. Thành ơi, Thành ơi. Nói dạ. Nhanh được không? Anh lại gần anh coi, mồ hôi đổ ra ướt cổ áo. Để em kiểu. Nói nhanh cho. Theo tôi nghĩ. Nghĩ sao? Em phải nghỉ khoảng 15 phút em mới vào. Anh em mình đã gọi là đi làm nhiều công việc, nó đã mệt mỏi rồi. Tới quay chương trình này, thứ nhất là gì? Vừa được có tiền, vừa được thoải mái vui. Mà bắt mình phải ngồi phải cắn răng suy nghĩ cái này là mệt. Muốn loại hết á. Cái nào mà ca nào mà khó loại hết ở lúc đầu. Gài cái nhân vật này vô đây nó có hai phương án. Dĩ nhiên. Dạ. Trời. Ê, tôi đang phân tách bà không nghe, bà ngồi bà đếm lớp bà đầm bao nhiêu lớp chi vậy bà nội? Hả? Nói rồi cái ghế này lạ lắm. Bây giờ vậy nè, nếu như là một người quen, một vô quậy hát cho banh nó cũng vui. Cái thứ hai nó sẽ làm cho mình có cái cảm giác người quen của Điền Quân này nọ là mình sẽ cảm thấy là hát dở. Nhưng một lát bước ra lỡ nó hát hay banh nóc, nó cũng sẽ có cái thú vị cho khán giả nữa. Bởi vì gài cái kèo này vô rất là hay. Thì em mới nói vừa nãy là biết đâu là cái con gấu trong họp báo là người khác. Còn đây là đóng giả con gấu đó thôi. Được. Cũng không thể loại trừ khả năng thuyết âm mưu ghê vậy. Gia đình của bà cô. Gia đình bà này luôn hả?
Không lẽ em gài mẹ em vô đây hát luôn. Mẹ em cao hơn. Vậy cũng cãi nữa. Na Tra đang đợi. Na Tra số 4 đang đợi đúng không? Anh bạn số 4, gương mặt đẹp trai nhưng mà nhìn còn trẻ lắm. Anh ấy chơi môn thể thao rất là mạnh mẽ, rất là đàn ông, lắc vòng. Và công việc của anh ấy là bán giày patin. Đó, thổi rồi. Rồi, 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 tôi hiểu rồi. Hiểu luôn nha. Tôi hiểu đây là ai rồi. Xạo ghê á. Bành. Coi kìa, coi kìa. Ở trời đây có ơi. Hai cái gỗ. Một cái gỗ cong và một cái gỗ bánh trắng, bánh đỏ. Em lựa giùm anh nha. Bánh trắng ra bánh trắng, bánh đỏ ra bánh đỏ. Giờ anh về anh đi vũ hội đây. Rồi á. Dạ, em cũng ráng em ngồi em lựa, không làm anh thất vọng. Rồi em cố gắng nha, xong rồi về đi chung với mọi người. Dạ. Rồi anh về anh đi vũ hội. Nhìn vô camera em anh. Cho nói luôn hả? Tâm cực cảm khổ với nỗi quá. Em. Nhìn cực khổ quá. Số phận hầm hiu nhỉ. Ôi. Ở đây giọng luôn mà đúng không? Gương mặt không cảm xúc. Chắc tôi chết với bà biên tập thiệt. Thiệt á. Bây giờ mà có vụ đàn ông đi vũ hội mới ghê. Em chưa biết là bạn này hát hay hay không, nhưng mà em theo những cái hình ảnh ở trong đó thì em đoán bạn này là màu tím. Lộn chương trình, lộn chương trình. Đúng không? Lộn chương trình rồi. Bây giờ nè, cái ông này đó không có ca hay đâu. Em nghĩ là ca dở. Cái mặt lơ ngơ lát ngát, lơ đãng dưới dòng đời, dòng sông lơ đãng đó. Anh nghĩ rằng bạn này cũng có thể là do bị ép phải làm như vậy. Em nghĩ là bạn này hát hay đó. Hoặc là cái mặt này nếu như mà em tưởng tượng đi, bạn ấy hát cái dòng nhạc bolero đi. Đúng vậy luôn. Nó rất là vô luôn đó. Em chưa kết luận được là bạn này biết hát hay không, nhưng mà em thấy bạn này thích hát. Em thì nghĩ bạn này hát hay đó. Em nghĩ bạn này hát hay, cái miệng thì có vẻ hơi hờ hững, nhưng mà ánh mắt buồn sâu thẳm lắm. Em thấy mũi bạn này cao. Em thích mấy bạn này là thích hát nhưng mà hát không hay. Em nghĩ là không hát không hay, bởi vì những cái người mà hát hay thì không, người ta sẽ không hời hợt thế. Người ta buồn, người ta bỏ xuống rồi kìa. Không phải đâu, nó bỏ xuống nó lấy thế để nó luyện đó. Ai nấu sai nó luyện đó. Méo mỏ. Rồi, cảm ơn em. Cô số 5 cũng mỏi lắm đây. Không mỏi nhất là anh số 4. Cô ấy cầm trái bóng rổ, nghề nghiệp là nhân viên bán nịt bụng. Nhân viên bán nịt bụng á. Em làm sao cho em kỳ nhỏ nhất nha. Thì được chứ chị. Trời ơi trời. Trời ơi, không trả lời luôn nữa, kỳ vậy. Thở của bà kia kỳ vậy. Pít. Bạn này xinh ha. Gương mặt xinh xắn mà cái khuôn miệng cũng đẹp luôn. Tại vì thật ra cũng còn ba người thôi, nếu không hát hay nữa thì cũng không có ai hát hay nữa. Bạn này có vẻ hay. Em đoán được bạn này hát bài gì luôn á. Bài gì? Bài gì em không nhớ tên, nhưng mà cái gì? Bài gì mà từ khi quen em anh đã biết bối rối. Tình thôi xót xa hả? Đó, bài đó đó. Nhưng mà cái miệng, cái vành môi của bạn đó là nó còn hơi bộn bề lắm, nó chưa có tròn mặt. Do là cái miệng bạn đẹp thôi, chứ bạn thật sự là hát không hay đâu. Mọi người đừng có bị cái vẻ đẹp đó đánh lừa. Không được đâu. Vẫn được hát rồi. Không hay vậy. Không được đâu. Không được đâu. Cô phán rồi, đâu. Cô phán rồi, nghe cô. Em nghĩ bạn này có thể nhảy đẹp chứ hát không hay. Vì sao em? Em đón đại. Nó lầy lè lắm anh. Lầy. Nhảy qua đứng thẳng, lầy qua tới bên đây. Ngồi kế bên nhau mà. Còn Giang? Em thì nãy em khả năng em nghĩ là cô này hát hay. Hay và cũng hát mấy cái nhạc tin tin nhẹ nhàng vậy đó. Ê, khẩu hình có hai răng thỏ, cái miệng đó mà hát hay lắm. Vậy là Tường với là cô một phe, bốn đứa mình một phe. Ủa nãy em nói gì?
Em nói là ca mới hay nhảy hay thôi. Vậy hả? Em bị cô nhiễm. Rồi, đây là đồ cô không đồ tường đâu. Tiếp, chúng ta đến với bạn số 6. Bạn ấy... Ê, cái thế này cũng khó nha. Trong cái trang phục và cái sợi dây, bạn ấy tập môn nhảy dây để cho nó xúc mỡ, nó xuống ký. Mà chắc mới tập cho nên vẫn còn nguyên. Nghề nghiệp của bạn ấy là làm bánh cupcake. Dễ thương, hèn chi. Ông này có thể thật á. À, vô à. Lành nghề. Rất tự tin nha. Hát hay. Hay. Đây là luôn. Cái người thiện cảm nhất từ nãy tới giờ. Làm bánh thiệt luôn. Làm bánh thiệt. Biết làm luôn, thấy cái tay rất là điêu luyện. Nhiều nếu mà bạn không phải là người thợ làm bánh thì bạn rất là tự tin. Có nghĩa là bạn giao gì làm được liền, chỉ cái biết làm liền. Không có bị lộng cộng nữa. Không có lộng cộng. Thế thì thoải tại mái. Sao? Tại sao chỉ có riêng bạn này tới thời điểm này là nghe được hai chữ, còn tất cả bạn kia giữa bạn này nghe được hai chữ nha. Vai lên đón đưa là hai chữ đón đưa đó. Tại sao cho chúng ta nghe một cách hào phóng đến như đúng thế vậy. Nghe tới hai từ. Chúng ta đang đặt ra câu hỏi là tại sao lại đơn giản như vậy. Chúng ta cũng nên đặt một câu hỏi là tại sao chúng ta phải làm một chuyện phức tạp như vậy. Đúng rồi. Bởi vì chúng ta đã bị lừa quá nhiều rồi. Hay. Hãy nghĩ đơn giản là hay đi. Bạn này hát hay. Hay. Đừng, tại vì anh ấy thường là những cái bạn mà hơi phố pháp như vậy này, chúng ta vẫn nghĩ rằng bạn hát hay, đầy nỗ lực này kia. Nhưng mà cái chuyện đó nó diễn ra quá nhiều lần trong chương trình này rồi. Dễ gì bà Ngân cho chúng ta thêm lần nữa giống vậy. Lỡ gì phải cho là sao. Mùa thứ tư rồi em, bà Ngân bây giờ đầu óc bà khủng khiếp lắm. Nhiều khi bà làm nhiều điều ác quá đó. Cái mà bà suy nghĩ lại hối hận. Thôi nhà ở một trường hợp lâu đi. Lâu lâu bà ban cho một lần. Em chưa biết mặt chị Ngân đó là ai mà xem. Trời. Ở đây đâu ở đây không ai biết Ngân hết đâu. Em à. Anh chưa biết luôn. Mai mốt là thời gian nữa là em thấy ở đầu phim trường Điền Quân có cái miếu tới miếu bà Ngân. Đại tính đó là không biết lâu, không biết là bà còn sống hay bà về trời rồi. Bạn này là hát không hay và không phải nghề làm bánh luôn. Ôi sao anh đi ngược thời đại nhỉ. Tại vì không có ai quậy bột mà để đóng cục như vậy sau đó đổ bột tiếp tục vào quậy hết trơn. Never. Đây là trường hợp mà chúng ta sẽ phải cân nhắc nha. Tiếp bạn số 7. Một cô gái gương mặt sắc lạnh rất đẹp trong trang phục của Moe Thái. Nghề nghiệp của bạn ấy cũng là vận động viên luôn. Mà vận động viên môn gì? Mình xem. Bơi lội. Ôi xinh quá vậy. Trời ơi xinh quá vậy. Wow. Bạn này chắc là tập cái nghề này à, tập cái môn này thật nè. Người ấy. Quýnh quá chịu quýnh luôn. Ôi. Hát hay đó. Mặt cô bé này giống như Lai ha. Lai Thái à. Bạn này là có qua training luôn nè. Em không có cảm giác là bạn này hát hay. Anh cũng vậy. Chính xác. Vậy hả? Làm sao trời sinh ra cho quá nhiều. Đã quánh võ giỏi rồi còn đẹp gái. Khả năng là cô này hát hay. Khả năng là cô này không biết tiếng Việt luôn. Cô này nhiều khi là người bên Ả Rập Xê Út đang du lịch. Em ơi, đừng quên rằng trong giới nghệ thuật của chúng ta cũng có nhiều người tập luyện môn này. Thật ra Muay Thái đi tập mà bây giờ em thấy ai cũng trào lưu tập đi tập Muay Thái nhiều mà. Thái Lan, Thái Nguyên nó khác. Dạ, đúng rồi. Muay Thái Nguyên à. Cho nên là giữ bạn này lại đi, bạn này thú vị á. Còn đẹp bạn không? Không à. Đẹp có quyền. Đúng, giữ liền. Tại sao? Mình biết người ta là ai, mặt mũi thế nào. Giữ, không biết, loại số 3. Tội nghiệp con gấu đó quá. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu hỷ với nhau nào. 30 giây bắt đầu. Chọn ra một người hát không hay. Ừ.
giờ. Mời Trấn Thành vô. Và cảm ơn anh đã mời em trước, em đang phân vân. Tôi biết số mấy rồi. Gì vậy? Số đấy chắc chắn luôn á. Tôi đoán các anh chị. Thôi cứ chọn đi, đừng có đoán, chọn trước đi đã. Ok. Thưa anh Đại Nghĩa, như chúng ta đã biết, tại sao mùa 4 này hấp dẫn? Là tại vì chương trình mời một cái bà biên tập được NASA fighter. Mà đã nói tới NASA không thể không nhắc đến NASA. Thưa quý vị, NASA là một nhân vật được mang tên là phá phách và khó thuần hóa. Đó là tính cách của NASA trong truyền thuyết. Còn NASA này cũng có một giọng hát rất là khó thuần hóa. Thành thử ra là chúng tôi nghĩ nên để anh ấy được phát huy giọng hát của mình. Số 4. Tiếc quá. Đó cũng là lựa chọn của Hứa Minh Đạt và Văn Mai Hương. Nhưng mà sao riêng em vẫn nghĩ là anh này hát được ta? Anh nghĩ rằng anh ấy sẽ hát bolero trữ tình. Em đang phân vân, một là gấu, hai là số 7. Em sẽ loại luôn số 7. Trời ạ. Trời ơi, trời ơi, đi đẹp một người đi. Em ơi, tại sao đẹp quá mà. Đẹp hơn chị hả? Loại. Bé nó xinh quá mà em. Để chương trình. Không phải, anh biết tại sao không? Để lâu lâu cho khán giả vì ngắm cái, em. Vì cái vòng thi năm trước em đến đây thi thì là cũng cái bạn đội em đẹp ơi là đẹp. Là đi vào đến vòng cuối là anh Giang cũng cố giữ cái bạn ấy đến vòng cuối luôn và cất tiếng hát là hết hồn luôn. Giữ đi em ơi, bé nó đẹp quá đúng mà à, nó xinh quá mà. Mỗi khác em. Đúng. À. Để trên TV lâu lâu chút xíu khán giả ngồi coi trộn bé đẹp quá tiếp tục coi nữa đó. Rồi để mấy người loại hết mấy bé đẹp, khán giả ngồi coi. Trời, chương trình này xấu dữ vậy. Nó chuyển kênh buồn em. Số 5. Số 5 luôn đi. Số 5. Số 4. Số 5 rồi. Số 4 đúng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn nghe ai hát trước nè? NASA trước đi nha. Số 4 đi ha. Số 4 đi. Mời NASA. Nghe cái nhạc là thôi. Không có ca hay đâu. Em nghĩ là ca dở. Cái mặt lơ ngơ lát ngát, lơ đãng dưới dòng đời, dòng sông lơ đãng đó. Em nghĩ bạn ấy hay, cái miệng thì có vẻ hơi hờ hững, nhưng mà ánh mắt buồn sâu thẳm lắm. Em nghĩ là không hát không hay. Bởi vì những cái người mà hát hay thì không, người ta sẽ không hời hợt thế. Cuộc đời còn gì buồn, hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Hey mambo, 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 mambo. Cuộc đời còn gì buồn, hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Cùng vui đêm nay tương tùng, đêm có khóc có trách cũng không được gì, ta sai ta vui. Hey mambo, mambo Italia, the hey mambo, mambo Italia, the go go go. Người lính sĩ à, tôi biết chào. Cần gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Yeah. Hay quá. Còn hơi có vũ đạo không kìa. Hey mambo, mambo Italia, hey mambo, mambo Italia, go 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 go. Không nhạc người gì xì anh đâu. Cuộc đời còn gì buồn, hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Hey mambo, mambo Italia, hey mambo, no more amore ghê la. Ôi tiếng Anh luôn kìa. Khỏi lạnh lùng. Cùng với đêm nay tưng bừng, nếu cứ không cứ trách cũng không được, vậy ta sai ta vui. Hey mambo, mambo Italia.
buồn hãy về đây để khỏi lạnh lùng. Không quỷ đâu. Hey Mambo, Mambo Italia. Hey Mambo, Mambo Italia. Go go go. Khúc nhạc người đi xe đâu. Buồn lại còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Mambo Italia. Tội nghiệp hai đứa vũ công của tôi. Trời mệt không em? Mệt không? Dạ. Mệt. Thấy nhỏ nè, trời ơi, con bé vũ công bên đây nó nhảy mà nó liếc. Nó canh bạn nhảy bên kia. Tại vì nhỏ này hát chạy nhịp quá, nó không vô nhịp được, nó nhảy mà nó liếc vậy nè. Mà không phải là hận đâu nha. Liếc là gì biết không? Mày nhảy được không? Chứ không phải là hận, không có giận gì hết đó. Đây đúng là tiết mục mở màn đỉnh cao cho tất cả mọi chương trình ca nhạc tạp kỹ. Xuất sắc. Em nhưng mà em hát cái chỗ đó là cái gì? Hey Mambo cái gì lạnh lùng gì đó. Dạ hey Mambo, cuộc đời còn gì buồn hãy tìm lại mình để khỏi lạnh lùng. Mà anh nói có cái âm hưởng bolero nghe không? Đúng luôn. Có âm hưởng bolero. Để hãy mà lạnh lùng. Đó. Em là dân vượt phải không? Dạ không. Sao anh thấy xe ra tới Quế mà nhạc mới tới Nha Trang vậy? Em là ai? Em từ hành tinh nào đến? Dạ em chào anh Nghĩa, em chào chị Hương, chị Quỳnh Anh, chị Vũ Cát Tường và chú Trường Giang, chú Đạt và chú Trấn Thành. Trời ơi. Lên chú à. Sao? Mấy đứa anh Nghĩa nha. Trời chú ơi. Giang, chú Đạt, chú Thành. Nãy mê lắm á. Nãy là mớ mê lắm á. Không. Dạ con cũng mê lắm á. Con mê chú lắm luôn á. Giận chú chứ. Dạ con tên là Dương Bảo, con sinh ngày 10 tháng 10 năm 2000, quê con ở Rạch Giá, Kiên Giang. Chiều cao của con là 1m66 và nặng 52kg. Yeah. Ok, ghê. Trời đất ơi, làm giống đồ lắm, nhìn nặng 52kg mà tự tin chứ sợ luôn à. Làm gì nè, công việc, đi học hay sao? Nhặt đậu hả con? Dạ con đang làm và học tại sân khấu kịch Minh Nhí. Con đang học lớp về diễn viên kịch tại đó. Alo. Trời, ra rất là tự tin. Thầy Minh hả? Dạ. Học trò thầy nó phá banh phim trường thầy. Nó nói chữ em. Dạ. Chú Thành ơi. Thầy Minh thường dạy học, thầy Minh sẽ tắt điện thoại. Và giờ này là giờ thầy đang dạy. Trong cuộc đời này đừng ai giỡn mặt với Trấn Thành, tao điện liền. Đúng. Cho chứng kiến liền. Cái gì có giỡn mặt thế thiệt. Nó coi cũng không ra gì. Nó vừa thăm kêu thằng có số không? Thằng anh cho em nè. Đây anh cho số nè. Đây thầy có số. Đây. Mặc dù không dạy. Hỏi lại tên gì con? Dương Bảo. Nó nói thầy lùn hơn em nó. Em tưởng ấy là bạn của Lê Dương Bảo Lâm hả? Từ thầy Minh chưa bắt máy. Có khi nào thầy Minh dạy đang dạy thì không? Thầy Minh đang dạy chứ thầy ơi. Mất sóng. Dạ đúng rồi, vô sân khấu là không có sóng. Niệm. Thiệt mà khi nhỏ nói học đúng. Thầy Minh với ai nữa? Dạ con học thầy Minh, thầy Quốc Thảo, thầy Hải Âu, thầy Phi Phi. Thầy Quốc Thảo dạy gì? Dạ thầy Quốc Thảo dạy con tiếng nói sân khấu. Bây giờ không biết con có tiếng nói sân khấu hay không, nhưng mà thái độ của hơi sân si. Nói giận chứ rất là dễ thương. Dễ thương mà. Vui, đáng yêu, năng lượng rất là tích cực, làm cho mọi người rất là phấn chấn. Em phải giữ cái năng lượng này tại làm diễn viên. Con nghe con chú mà. Mình đừng tự hủy cái mặt mình. Cháu phải giữ cái năng lượng này. Phải giữ cái tâm hồn mình ngây thơ nhất thì mình diễn nó mới hay được. Dạ thật sự thì em rất là thích hát. Cái dòng nhạc mà con thích hát là dòng nhạc bolero. Làm bài luôn. Vâng. Và sau đây, Dương Bảo xin gửi đến ban giám khảo và quý vị khán giả một bài hát được mang tên Về đâu mái tóc người thương. Dạ cho con hỏi là con có hát có nhạc không ạ hay là không mày ơi? Không. Dạ, không. Hát không như vậy mình mới khoe được cái chất giọng đẹp của mình nha. Dạ. Hôm lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên game. Rồi luôn rồi. Lâu vắng chân về không lối chiều. Nó quá tâm
khác rồi đó. Qua tông khác, qua tông khác. Ngàn niềm yêu thôi mơ ước chi nhiều. Cất nó luôn, cất nó luôn. Nắm cái dòng gì nó vô cất nó luôn. Nó học với nó sân khấu rồi mà xóa tóc ở bên ghèm hả? Con nói chuyện ngoài được mà con vô nhạc là con bị khớp. Dễ thương, đáng yêu. Tạm biệt. Dạ, con chào chú Nghĩa, chào chú Thành, chú Giang, chú Đạt. Chào chị Trư Quỳnh Anh, chào chị Tường và Giang Ngoại Hương. Nó mua sống dễ sợ không? Nó chào từng người cho lâu vậy đó. Không mấy xuống chào từng khán giả luôn đi. Đi về, đi về, đâu, đi về, đi về, đi về, đi về. Về trời, về trời. Để gì sao? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của đội Trường Giang. Đó là cô gái số 5, mời em. Wow. Wow. Đàn giả, đàn giả. Đàn giả. Em thì đã, em khả năng em nghĩ là cô này hát hay, hát mấy cái nhạc tin tin nhẹ nhẹ nhàng nhàng vậy đó. Bạn này có vẻ hay. Do là cái miệng bạn đẹp thôi chứ bạn thật sự là hát không hay đâu, mọi người đừng có bị cái vẻ đẹp đó đánh lừa. Chim rừng với là văn lư hương. Văn lư hương. Nhưng mà con mấy tuổi rồi? Dạ năm nay con 22 tuổi ạ. Đang học gì? Dạ bên đại học tiếng Anh thương mại. Con đến từ Vũng Tàu. À vậy hả? Trời ơi thiệt tình. Dạ bù lại cho em ôm chị Tường được không? Thôi kì ạ. Em mê. Chị em mê lắm rồi. Chị mê lắm rồi. Em mê lắm rồi. Hay hát hay lắm, hát hay. Có biết đánh guitar thì không?
Thế thì à, rồi cố lên, cố lên. Bây giờ chị nè, mê bài nào của chị Tường Can đoạn cho chị nghe coi. Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói, mình anh với trăng vương bên thềm gợi nhớ ai hương tóc mềm để thấy không gian dài rộng thế, mình anh mỗi đêm dù anh vào một giấc mơ có em về, dù mai đây ai thấy yêu em, mình anh với riêng anh trong đời vệt nắng trên cao vơi vơi, thời gian nhẹ khâu vết thương ơi. Hay chứ, ha hay. Hay quá, hay. Cái nữa không, cái ca nữa không, không cái nữa. Ca như vậy mới hay, lắm, hay lắm. Ca như vậy mới hay nè. Nó đâu đó rõ ràng, nhịp nhấn nhá đàng hoàng tử tế nè. Cô bé này rất là có cá tính, có cái thái độ âm nhạc riêng. Và những cái người trẻ mà có một cái thái độ, có cái cá tính rõ ràng như vậy thì dễ thành công hơn. Đó thì anh Thành chúc cho em sẽ được khán giả yêu mến em trong tương lai. Dạ, em cảm ơn nhiều. Dạ, mục đích của chúng tôi là loại dần những người có thể hát hay chung với lại Vũ Cát Tường. Trời ơi, con bé này mà dòng cú hát Cát Tường tuyệt vời nha. Cảm ơn em gái. Dạ. Ủa, giờ giới thiệu tên chưa? Dạ chưa. Giới thiệu chưa, giới thiệu tên cho mọi người biết tên mình. Tên gì? Dạ, em tên là Bích Trâm, sinh năm 1997. Dạ, em là sinh viên. Cảm ơn em nha. Dạ, sao mình cũng đã có cơ hội mình gặp Tường, mình ôm Tường đúng như là cái người mà mình đã ao ước gặp lâu nay. Cảm ơn em. Cảm ơn em đến với chương trình. Chào em. Hai người đã ra đi, trong đó một người hát hay làm cho chúng ta cảm thấy tiếc nuối. Vậy thì hãy cẩn thận ở dòng thứ hai, dòng siêu diễn. Dầu gạo Simply cho một trái tim khỏe. Sản phẩm được Hội Tim Mạch Học Việt Nam khuyên dùng. Này chắc hai ông này chung trường nè. Dạ, hai ông ba này chung trường nè. Trời, nó ghét. Bỏ luôn. Lật biển luôn. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Sân khấu của tôi cũng hiện đại. Giờ phải bỏ đi luôn rồi kìa. Nó kéo không nổi, bỏ luôn, bỏ đò luôn rồi. Nặng quá, nó giận, nó liền đò luôn. Mà nhớ là chương trình mình cũng hiện đại cao cấp lắm, sao mà tự nhiên giờ phái nhỏ ra nó gồng người lên, nó kéo con đò, nổi chuột tội nghiệp đó luôn. Trời anh ơi, chương trình mình có hai cái là huyền thoại không nhớ hả? Cái nhà tranh huyền thoại vậy, con đầu huyền thoại. Số nào, mấy cái số nào cũng có không? Nó giống như mấy cái vật bị ma ám nổi tiếng thế giới á. Annabelle rồi đó. Thì bây giờ là cái thiền với là cái nhà lá của chương trình này, là hai cái vật này là sau chương trình này là nó đưa vô bên bảo tàng đó. Ê, nhưng mà xong cô này nhép xong cảm giác là cô hát được nha. Trời ơi, quá hay luôn là anh hát. Anh đã nói cô này hát được ngay từ đầu mà. À, dòng 1, em diễn, thấy em cũng tập trung. Nhưng vô đây lanh lợi và khẩu hình là thấy hát có, chắc chắn hát hay. Đúng. Mà lẽ ra lúc mà cái đà của ông kia ông kéo mà giật vậy nè, đó là bạn ấy sẽ phải rất là bị phân tâm. Mà bà này bà khoan thai đó. Không, bà này bà có lý đà không? Thai. Bà nhẹ nhàng. Thấy bà lý đà luôn mà. Bây giờ mà kêu bà nè, vừa nhép bà tâm lý vậy nè. Hỡi cô lai đò cho. Kéo vậy đó. Kéo vậy đó. Kéo đâu sợ, kêu người kéo lạnh kia mà, cô đâu có sợ gì. Hay. Chắc chắn hay. Hay. Mà Quỳnh Anh cô Phán. Dạ. Thấy sao? Không, sao kêu em bằng cô? Ủa, vẫn chưa hiểu luôn hả? Em tên Quỳnh Anh mà. Thì cô Quỳnh Anh. Xin mời cô Anh. Không, Quỳnh. Em không, hôm nay là em không cãi anh nữa. Em cảm thấy bạn này hát hay rồi. Vì sao? Dạ, hồi nãy bạn nhép cái miệng bạn đẹp lắm. Mà kiểu như là sao vậy? Mê lắm, mê nhỏ này. Kiểu như là bạn kia có kéo nặng cỡ nào thì mặc kệ á. Thì kiểu là đó, em toàn là giống anh thôi. Em cảm thấy hát hay nè, bạn khoan thai nè, thì chắc chắn là bạn sẽ hát hay. Vậy em xin hết.
thật ra lúc mà khi mà cái bạn hát Mambo Italia là em quan sát mấy cái bạn đứng đằng sau xem thái độ của các bạn sao. Tại vì những cái người mà thường mà hát được ấy thì người ta sẽ nhìn những cái người mà hát dở một cách rất buồn cười. Nó là cái phản xạ, một là một cách rất buồn cười, hai là các bạn sẽ rất tự tin để đứng em đang có một suy nghĩ gì nè. Bạn này và bạn đó học chung trường nha. Và có thể là hai người này diễn giỏi, chưa chắc là hát hay. Chúng ta chờ đợi nha. Tiếp theo, mời bạn số 2. Nhúng nha, nhúng nha. Những lúc anh bước ra đường, vui tung tăng đi xuống phố, đôi khi anh cũng nghi nhớ với những đứa bạn thân. Trời mặt hả? Cảm ơn em. Lấy gì chứ? Sao Tường? Em nghĩ bạn này không hát được đâu. Ủa vậy thôi hả? Em không thấy bạn tự tin, mà em không thấy bạn kiểu như là bạn cố gắng để che cái khẩu hình miệng luôn á. Không em ơi, cái đó là bị bắt buộc em à, ơi. À bị bắt buộc. Có rất nhiều những bạn không phải chỉ che vậy không thôi mà che nguyên cái mặt luôn em. Nè, lát nè em con đó, số 3 ra nó che cái gì. Gấu kìa. Em lại hơi ác cảm với người đẹp trai á, kiểu sao vậy? Em thấy tại đẹp sao trai vậy? Thì sao hát sao ác cảm với người đẹp trai vậy? Ác cảm người đẹp trai vậy? Vậy đâu có nói anh. Anh là anh hỏi em thôi. Em không có ác cảm với anh. Dạ, em chỉ ác cảm với người đẹp trai thôi. Vậy anh hỏi là tại sao mà? Trời ơi. Tại sao? Béo thái tốt nhưng mà ai mà nói đẹp trai là nó chạo. Thế thì anh mới hỏi là tại sao ác cảm người đẹp trai? Người đẹp trai thế nào mà em lại ác cảm? Đẹp trai có gì sai? Có những người ta chỉ có bề ngoài thôi, người ta không tốt á, cho nên là mình không thích. Anh biết ai rồi. Cái gì cũng vậy, phải đến từ trái tim. Các bạn bây giờ mình đi tiếp nha. Bạn số 3 nãy giờ mình đang rất tò mò rồi. Hỏi anh qua số 6 luôn. Tại số 1 vậy thôi dép chị. Em ơi, bây giờ là mồ hôi xuống tới ngực của em. Tội nghiệp lắm. Bây giờ nếu mà như xuống đây mà nhép một bài nhảy, ok, đồng ý. Chứ xuống đây là thôi rồi ta đã nhau đi. Thì bây giờ mình chờ coi con làm gì, đúng không? Nhiều khi xuống ảnh nhảy đúng nhịp, mình cũng có thể mình đoán được phần nào. Con bé mắc diễn lắm rồi. Xuống mà nhép một bài nhạc buồn nó xé hay cũng không nghĩ là sẽ nhảy đâu, tình huống em nghĩ là sẽ được. Mời số 3. À ốm lắm á, nhìn ghê quá. Ốm quá vậy. Này gấu cái đó. Sắp xỉu rồi. Con này là gấu tím. Anh ơi, coi chừng kìa. Dập mặt kìa. Ê, trời ơi, nguy hiểm quá. Giỏi quá ta. Về đứng hiên ngang như chưa có gì xảy ra. Hay quá, hay quá. Rồi, cho đứng ra tới vòng cuối luôn. Sao, anh chị thấy em nó thế nào? Cái phần này không có cái gì đâu. Không, em hát hay đó, em nghĩ hát hay cho đến cuối đi. Hát hay cho đến đứng tới cuối cùng. Em nghĩ chắc không biết hát quá. Sao vậy em? Em thấy cái tướng đó sao hát nổi. Sao vậy? Ổn quá hát không được em. Thấy liêu mà. Kiểu cố nhảy rồi tới thấy thương quá, cũng không biết có biết hát chắc không. Chắc em mập quá. Bạn này ra nhảy nhìn vô có vẻ vô nhạc ha, nhưng cái động tác của bạn không có nhạc. Đó là một loại động tác tự phát. Anh ơi đừng có nhảy nữa. Đừng có nhảy nữa. Nó rách chỉ luôn anh. Trời ơi anh. Đó là cái sự mời. Mà người hôm nay nhìn anh xong cứ không, khen là anh gì đi. Theo những điều thường thấy em Hương, theo những điều thường thấy trong cuộc sống loài người á, là khi mình bị tẹt là khi mình ngồi xuống. Tức là gì? Cái vòng ba này nó tè ra. Còn đứng vậy thì làm sao có thể bung được? Không, tức là nó đã tràn từ ở dưới rồi, nhưng khi đứng lên mình mới phát hiện ra là mỡ nó bị tràn. Em mới phát hiện ra một cái lỗ nữa. Nhưng mà thôi. Giấu luôn đi. Giấu luôn. Giấu luôn. Giấu luôn. Anh em mình thương nhau giấu luôn. Yeah. Từ giờ tới cuối chương trình là ngồi luôn, đừng có đứng lên nữa thành anh ra. Anh em tiếp tục chương trình. Số 6, bạn ấy sẽ nhép miệng bài gì đây? Mời em. Nhỏ này
nhạy cảm, có nghe rẹt cái là tố liền. Thiệt, bà tố em mới biết. Trời ơi, còn mày nữa, mày thấy em lỗ nữa thì em luôn đi. Mày cũng hùa theo chúng sanh. Trời cái hơi ông này mạnh khủng khiếp, ông chưa cần thổi là đã tắt nến rồi, thấy không? Mới cái hơi hát thôi là tắt nến. Hát hay, hát hay, hát hay đó. Cái miệng đó chứa hơi nhiều. À, mọi điều đã rõ. Next, số 7, em gái này là một cái sự mà phân vân của chúng ta. Mời em gái. Trời tương quá, tương quá. Biết hát, biết hát. Động tác người Việt Nam. Cho nên ta thủ chứ không phải ta cố tình ta che cái miệng. Rất hay đó anh. Ghê. Mới ra là ta quánh quá trời tấn công, sau đó bị tấn công lại phủ thủ. Làm thủ, bánh, thủ che làm cái miệng. Làm bánh thì nó lấy bánh che miệng, quánh vỏ thì lấy mỏ che miệng luôn. Ờ, lấy tay che miệng. Còn mà ai kỳ quá, người ta đang hát cái quánh quánh ta vậy. Ờ, gấu rồi che hết luôn. Nhiều khi nhưng mà bài nhưng mà này nóng ưa, nó không có thích bài này. Ta ca cái bài để đúng không rồi thuộc, để cho ghét rồi cái ca trật. Bạn số 7 chắc chắn là hát hay luôn á. Số 7 hát không hay được. Thề luôn là hát hay đó. Không hay cô à. Hay. Không. Bây giờ lát mà hay anh tính gì với em? Nếu mà vợ em tính gì với anh? Chịu gì cũng chịu luôn. Bây giờ, rồi, tôi sẽ làm trọng tài giữa hai bên. À, bây giờ hai bạn quần đã rách rồi, cứ đứng lên ngồi xuống. Đừng Thành ơi, đừng động đậy nhiều, nó lại tét ra thêm Thành rồi. Tốt di chuyển rồi. Bây giờ mình hỏi ý nè, chọn ra một người hát không hay ở vòng này. Bắt đầu. Hết giờ. Lần này đến gia đình của Trường Giang chọn trước. Thưa quý vị, các chị và các bạn, cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta lường trước được, nhưng mà có những điều chúng ta không lường trước được. Đó người ta gọi là ngày mai, là tương lai. Nhưng có những điều chúng ta thấy trước mắt, giúp được thì giúp. Ừ, mình xúc luôn anh. Số 3. Đâu thế nào? Còn số 3 phải không? Người ta phải sống cực khổ như vậy. Giải thoát là cách tốt nhất cho việc đi số 3. Kìa đó, chuẩn bị cái túi đi xuống luôn kìa. Vậy là đồng chí Trường Giang chọn số 3. Mai mốt thương quá. Các bạn mà tham gia chương trình này nói với bà Ngân cả. Đừng bao giờ cho mình làm cái gì mà nó quá khó. Bởi vì các anh chị đến đây đều là những người nhân ái. Có trái tim bao dung. Thấy vậy rất là tội, cho nên là quyết định giải thoát. Chung gì mà anh nóng khổ thân quá. Còn gia đình của Trấn Thành. Dạ, em thì chưa có ý kiến. Thì hai cô em của em nó đã đồng lòng rồi. Bên đây số 2 phải không? Số mấy vậy? Trả lời Dân Mai Hương kìa. Ừ, số 2. Đó, trời hiểu nhau quá mà. Em sao cô gái? À, em chắc chắn là bạn số 2 hát rất dở. Bởi vì là bạn này tập có vẻ như rất hời hợt. Và tới đoạn mà không tắt nhạc luôn rồi vẫn định hát tiếp. Tại vì lúc tập là tập nguyên một bài. Ủa chứ không phải cho thêm mấy câu thôi anh? Không. Vậy thôi vẫn hát dở. Chưa chắc đâu. Belly dùng kìa. Bây giờ hỏi nè, lát nữa Hương hát bài gì? Em hát cầu hôn. Cầu hôn. Một lát em nữa cái bài cầu hôn của em mà chuyển qua bài cầu hồn được không? Để cho cái người hát dở hát cho em được không?
lúc đấy là thành cầu hồn, tự nó thành cầu hồn, không cần chuyển. Để anh biết anh tính. Còn em hát nếu mà gì kệ bé gấu tí à, tí em hát yêu xa. Yêu xa là phải nữ hát chứ nam hát hơi khó, đúng không? Bây giờ nữ là có hai be phe là số 7 với là số 1. Số 3 chị. À, tôi loại rồi quên. Bây giờ vậy đi, Tường chọn một số, Quỳnh Anh chọn số, mình bỏ tôi xì ai thắng lấy rồi đó, đúng không? Bây giờ Quỳnh Anh muốn chọn số mấy? Một số đi. Em chọn anh số 2. Còn Cát Tường? Em cũng chọn số 2. Vậy thôi, chọn số 2. Vậy chọn số 2 đi, còn suy nghĩ gì nữa. Chọn số 2 mình mệt ghê. Anh không cứu được em, mái tóc bồng bềnh ạ. Ai biểu đẹp trai làm chi? Cabin crew. Không? Quỳnh Anh. Ai biểu đẹp trai làm chi? Quỳnh Anh ghét người nào đẹp trai. Em làm tan vỡ trái tim người ta, em không đến từ trái tim. Chúng ta sẽ cho bạn ấy hát trước. Mời em số 2. Em không thấy bạn tự tin, là em không thấy bạn kiểu như là bạn cố gắng để che cái khẩu hình miệng luôn. Không em ơi, cái đó là bị bắt buộc em ơi. Em chắc chắn là bạn số 2 hát rất dở. Số 2 phải không? Số 2. Anh không cứu được em, mái tóc bồng bềnh ạ. Ai biểu đẹp trai chi? Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời. Cậu mặt hay quá mà là sao không đưa được đoạn đường em đi. Ok anh. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về. Giờ đây một mình em đứng trong mưa. Lần đầu tiên trông thấy nụ cười mà em trao cho người lạc đường yêu đương. Anh biết từ nay anh sẽ mất em. Em mất dịp đâu chứ. Dù con tim thật lòng với người anh yêu. Tình yêu hơn lần xin lỗi em. Xin em quên đi những lời yêu anh đã trao cho em trong tận đáy lòng. Quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã từng chìm trong say đắm lạc lối yêu đương. Mơ ước với em hay nước mắt em, anh muốn ôm em lao hết u phiền. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đã từng chìm trong say đắm lạc lối yêu đương. Lạc lối yêu đương. Lạc lối yêu đương. Ê, được chứ trời. Trời ơi, hát có echo. Tôi khoái nhất là cái đoạn cầu mưa. Tại vì nó ca, nó đi trước nhạc khoảng chừng mà 3-4 năm rồi. Khi nó đang xoay lợi, nó nói chích cha cái đoạn nào nên mưa ta. Em cứ mưa quay á. Cái đoạn cầu mưa mới ghê kìa. Này là bạn của hồi nãy á. Em ra tới Quế mà xe mới tới Nha Trang. Đây đó. Mà sao vậy? Sao ngược đãi với là cái cơ thể mình quá vậy? Hả? Em là ai?
Và lời nói đầu tiên cho xin phép em gửi lời chào, lời lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Trời ơi. Dạ em tên là Ngô Thái Hiển, năm nay em 23 tuổi, đang là học viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ chưa hết từ từ. Và em có niềm đam mê cực kỳ với kịch của sân khấu và rất đam mê và đặc sắc về âm nhạc. Còn nãy trong đoạn clip mọi người nói là cái chuyện mà làm thề nghề sửa điện á là không phải. Phải nghề thiệt em luôn á. Không? Dạ, ngày xưa trước khi em lọc sân khấu á, làm điện lạnh. Thiệt không? Dạ thiệt, mà ngày xưa em làm điện lạnh á. Nhưng mà cái vụ mà chùa chùa thì kia là ai kêu làm? Dạ chị Ngân biết rồi đó. Bà Ngân à? Bà Ngân biết rồi. Rồi cảm ơn em đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ. Chào tạm biệt em. Tất cả mọi người, em sẽ cố gắng sẽ là ca sĩ nổi tiếng. Cảm ơn mọi người. Giây phút gấu chờ đợi của cuộc đời đã đến. Con em ơi. Gấu ơi, ôi, xuống đây. Để coi còn bữa nay gấu hát bài gì. Ôi, Oh, really? À, bài hát này của Hằng Bing Bong. Không, ý là hát cái cách hát rất là giống chị Hằng Bing Bong. Em có mê Hằng Bing Bong không? Em biết chị Hằng Bing Bong không? Dạ biết. Ờ, chị thấy em hát giống. Dạ biết, em có nghe nhạc chị Hằng Bing Bong. Có mê đúng không? Và cái ngoài hình anh cũng thấy giống giống đúng luôn, giống luôn, thấy giống luôn. Giống Hằng Bing Bong luôn mới hay chứ. Em là ai, em tên gì? Dạ em là Hải Tuyên, hiện tại thì em đang là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật. À, khoa thanh nhạc luôn đúng không? Thương quá. Hơi buồn vì không được hát với thần tượng phải không? Dạ sương sương. Sương sương. Nhưng mà thế này nè, anh Thằng nhắc em này. Hiện nay anh thấy là em bị phân tâm, nó làm cho cái mạch cảm xúc của cái bài hát nó không trọn vẹn được. Chuyện em phải tập trung vô cái bài của em, em sẽ lấy được tình cảm của mọi người nhiều hơn. Chắc là bởi vì các bạn ấy còn đi học, các bạn ấy chưa định hướng được cái phong cách âm nhạc của mình thật sự là như thế nào, cho nên là chưa có một cái màu sắc thật sự riêng cho mình. Chứ mà nếu như mà em có thời gian nhiều hơn, kinh nghiệm của em nhiều hơn thì em sẽ làm được điều đó, bởi vì em đã có một cái quan trọng nhất, đó là cái giọng hát của em nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt em. Và bây giờ Văn Mỹ Hương, em đã chọn chàng trai số 6, chàng trai mà tất cả mọi người hầu như nghĩ rằng anh ấy sẽ đương nhiên là phải hát hay. Vậy thì bây giờ để coi coi hôm nay bà Ngân bà có làm cái điều trái ngược hoàn toàn với chương trình từ nào đến giờ với những cái bạn hơi mẫn mỉm như thế hay không. Mời Văn Mỹ Hương. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu. Ê, có nào nói nhảy em cảm giác là anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón lâu gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói. Nhưng mà cái chuyện đó nó diễn ra quá nhiều lần trong chương trình này rồi. Dễ gì bà Ngân cho chúng ta thêm lần nữa giống vậy. Lỡ gì bà cho là sao anh? Mùa thứ tư rồi em bà Ngân, bây giờ đầu óc bà khủng khiếp lắm. Chúng ta đang đặt ra câu hỏi là tại sao lại đơn giản như vậy. Chúng ta cũng nên đặt một câu hỏi là tại sao chúng ta phải làm mọi chuyện phức tạp như vậy. Đúng rồi. Bởi vì chúng ta đã bị lừa quá nhiều rồi. Khi mà vòng cuối bạn ấy có nói là bạn ấy rất là thích nhạc của Bùi Anh Tuấn, thì em nghĩ là bạn hát với em sẽ hợp, bởi vì Bùi Anh Tuấn là bạn thân của em. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu. Ê, có người nào nói nhảy nghiệp cảm giác là cái này không? Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu anh say đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với anh không? Để lặng im như thế, trả lời anh đi.
may quá. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Anh có mang trên radio cùng bài nhạc chờ anh em nhé. Anh sẽ bước bên em. Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với anh không? Thì lặng im như thế trả lời anh đi, điều hắn anh phải mong chờ. Những gì đã mất ở lần trước. Lần trước là thua sắp nữa, lần này em đã thành công. Lần trước là thua nhục nhã, lại không có thắng một vòng nào luôn ấy. Ba vòng em đều đoán sai luôn. Trời ơi. Sao lại vậy? Sao lại vậy? Tại vì nghe lời anh ra, không phải do em. So nice. Cảm ơn Văn Mỹ Hương, mời em về chỗ ngồi trước đã. Mình làm quen với bạn này. Em tên gì? Em tên là Phước Linh. Em nay em 27 tuổi. Ừ. Công việc của em là gì? Có phải làm bánh không? Dạ chính xác luôn, em làm bánh luôn. Mà lúc nãy đem ra cũng em làm sáng nay luôn. Có sáng em nãy em làm cái bánh này em cầm hát đó là em làm. Là em làm luôn đó hả? Rồi bánh nó đâu rồi em? Không biết, nó bà Ngân giấu đâu rồi. Em biết không? Cái người ta làm thiệt, cái công việc hàng ngày người ta không có nhìn vô cái đó. Dạ mà nãy anh nói là em làm hình như còn anh Giang nói vậy, nó còn vón nghe buồn dễ mà sợ. Phải vậy không? Nếu trong không, người trong nhà làm bánh đúng không? Dạ tại vì lúc mình làm thì nó còn hơi nhưng mà tại vì mình phải làm lẹ đi quay hình chứ đâu. Em là làm bánh em bán tại nhà luôn hay sao? Dạ đúng rồi, em bán cho anh Hứa Minh Đạt mấy lần luôn. Sao ăn nấu mà không biết vậy? Chắc là về hỏi chị Dạ chắc biết. Mà em làm nhiều là bánh luôn hay là chỉ loại đó thôi? Cupcake bánh kem này nọ. Cupcake bánh kem nhiều hết. Rồi em có đi tập đi hát rồi đi hát ở đâu không? Dạ hiện tại thì em chỉ ở nhà chơi nhạc thôi, chứ để làm bánh với để chơi nhạc ở nhà thôi chứ không có đi hát nhiều. Vừa rồi cái bài này đúng là không có đúng giọng của em, cho nên là chắc là em chưa có thể hiện được mình. Nếu như em chia tay sớm với chương trình đó, thì em sẽ hát bài gì? Em sẽ hát bài Billie Jean của Michael Jackson. Mọi người ơi, nghe không? Nghe không? Nghe không? Nghe nha. Rồi bây giờ cho em thêm một cơ hội nữa, em hãy thể hiện đúng với cái giọng của mình nha. Mời em. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, but what do you mean? I am the one
who will dance on the floor in the crowd. She told me her name was Billie Jean, and she caused a scene, and every actor with eyes a dream of being the one who will dance on the floor in the crowd. And people always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. And mama always told me, be careful who you love, be careful what you do, 'cause a life become a true Billie Jean is not my lover, she's just a girl who cries out for the kids and all my son. Gần quá. For 40 days and 40 nights, Laura's off her side, but who can stand when she's in the man, her schemes and plans, 'cause we dance on the floor in the row. So take my strong advice, just remember to always think twice. She told my baby we danced to three, and she looked at me and showed me photo. My baby cries, I were like my, 'cause we dance on the floor in the round. And people always tell me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' hearts. She came and survived me with a smile, the sweet perfume, this happened not too soon. She called me to get warm. Just a girl who cries out, I'm the one, but the kids are on my side. Oh, oh yeah. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who cries out, I'm the one, but the kids are not my side. Yeah. Is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. Billie Jean is not my lover. So jazzy, huh? Rất là nghệ sĩ. Thái độ âm nhạc của bạn rất là tốt, và hy vọng là sẽ có nhiều khán giả biết đến bạn, và bạn sẽ có những cái sinh hoạt đi ca nhạc ở ngoài nữa để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng cái giọng hát của bạn, bởi vì bạn hát rất là phóng khoáng và cái tính nghệ thuật nó cao, nên tôi hy vọng là bạn sẽ được nhiều người yêu mến. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ chào tạm biệt. Nhẹ nhàng quá, dễ thương quá. Và thưa quý vị, Vũ Cát Tường đã chọn cô gái số 7. Vậy thì bây giờ, mời Vũ Cát Tường và em gái số 7. Sương đã ngủ, bầu trời đã rất xanh, mà con tim em thôi nhớ anh. Sương mùa lặng lẽ trôi qua.
Mai Thái ơi, tên đầy đủ của bạn là gì? Tên đầy đủ của em là Lương Thị Trâm Anh. Hát dở ha. Em gái Mai Thái. Dạ, em thích dòng nhạc ballad. Ba người này khả năng đều hát được. Bạn số 7 chắc chắn là hát hay luôn á. Thề luôn á. Số 7 hát thề không hay luôn đâu. Cô thề luôn rồi kìa. Số 7 hát không hay được. Thề luôn là hát hay đó. Không hay cô à. Hay. Không. Bây giờ lát mà hay anh tính gì với em? Nếu mà vợ em tính gì anh? Chịu gì cũng chịu luôn. Sương đã ngủ lòng trên phiến lá rất xanh mà con tim em thôi nhớ anh sương mùa lặng lẽ trôi qua. Anh nghĩ về anh nghĩ về từng đêm đôi ta không từng có nhau. Bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh, chấp mở chấp chớp bao yêu thương. Anh ơi, có em chưa? Hai các bạn ơi, ngồi xuống chơi. Trời. Lần này là nhường em á nha Hương. Biết yêu thì nhường. Còn trong ta bao nhiêu ước mơ. Còn từng vết cho mai sau ta có nhau. Hiểu. Và cách đi tôi ta trong say. Ok. Ngày nào đó ta lại bắt đầu. Thôi bye luôn. Em đánh võ bao nhiêu năm rồi? 6 tháng rồi. Nghĩa là đánh cho chơi phải không? Hát là chính, đánh là chơi. Em biết khi tôi ta có nhau. Khi đã ai tất tay mất người chật chứa bao yêu thương. Vì dần trời ta nhắn như nơi đáng dài. Được, cố gắng sẽ được. Hoàng ca chết đôi tay trong phút giây. Đúng rồi. Hoàng tha đi mãi từ lúc ta. Có cố gắng. Mãi nói chi ra từ đây. Cố gắng. Còn trong ta. Ngày nào đó ta mất, xin cảm ơn em. Ngày cảm ơn luôn. Quẹo nữa. Xin cảm ơn nhau. Mãi yêu. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Một trăm phần trăm. Lên em ơi. Thời gian. Còn lại hai, vô luôn. Ông coi trong ta bao nhiêu ước mơ. Quéo lửa. Ngày mai cho mai sau ta có nhau. Sạp của chúng tôi mới mở. Quéo lửa. Nơi này còn đang đỡ đời để nghỉ nào đó. Vô câu cuối giống nha nè. Cho một cú ăn ý nè. Ta lại bắt đầu. À, một tràng pháo tay cho sạp tụi em. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Em mới mở hàng. Dạ,
Cảm ơn em, cảm ơn em. Em hát mà. Hát mà người thế này cảm động quá trời luôn ấy. À, xin mời Thánh Cô cho ý kiến. À không mọi người ơi, tại vì á, ban đầu em đã biết bạn này hát không hay rồi. Trời ơi. Không sự luôn. Con có gì cũng nói được chứ. Trời ơi. Con có gì cũng nói được chứ. Trời ơi trời. Sao sự giả dối. Hồi nãy em hứa gì em nhơi? Em nè, em ơi. Anh muốn cái gì cũng được, anh không muốn gì hết trơn á. Sau số này xong em ngồi đây tới khuya cho anh. Giới thiệu về mình đi bé. Bé giới thiệu về mình. Dạ em là Trâm Anh, em năm nay 21 tuổi. 21 à? Dạ. Em có là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật không? Dạ, là người mẫu không? Người mẫu ảnh và diễn viên tự do. À, nhìn là biết người mẫu. Đúng cái kiểu đấy. Trời ơi con bé nó đẹp động trời. Phải chị nó hát hay. Trời không chơi tất cả. Con bé này mà cho cáp với số 2 này chắc đẹp đôi luôn. Đẹp đúng không? Hai em mà đứng kế nhau như tiên đồng ngọc nữ luôn vậy đó. Hai đứa bước ra trời ơi giống như đại diện hãng hàng không. À. Hát xong trời ơi tao nói kế bên hàng không. Rồi hôm nay cô bé này đúng là một ẩn số với chúng ta. Đã có nhiều người tranh cãi hay hay không hay. Cuối cùng thì mình đã biết cô ấy hát rất vui. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Mời mọi người lên đây. Tưởng ai xa lạ? Nguyễn Thị Mỹ Dung. Mỹ Dung. Biết bên đây không? Biết. Lê Thị Sàm. Không tin em được Sam à. Sao vậy mọi người? Mà mày khùng quá Sam. Ai cũng ớn hết trơn. Có mình Thành không ớn. Gọi nghĩa thì đó. Em tin luôn á. Anh em mình mà. Em ở cái tuổi này em cần phải phương phi cốt pháp như vậy á. Anh ơi anh vừa cứu em mà cái câu em ở từng tuổi này. Và thưa quý vị, hôm nay hai bạn có mặt tại vòng đặc biệt, một bạn hát hay và một bạn hát vui. Mỗi người cũng nhận được một số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Còn Vũ Cát Tường thì chọn sai, nhưng mà em nói rằng là em cũng biết, nhưng mà em nhường cho Văn Mai Hương. Nhường. Tình thương của em bao la cao cả lắm, cho nên em về tay trắng thôi Tường nha. Okay. Nhận được niềm vui, nhận được tiếng cười là đủ rồi. Còn Văn Mai Hương, số tiền thưởng em có là 50 triệu đồng. Cảm ơn các khách mời đặc biệt đến với ngày hôm nay. Ngay cả Trương Quỳnh Anh cũng như là Hứa Minh Đà cũng đã góp cho chương trình thật nhiều điều thú vị. Cảm ơn các em. Đến đây thì chương trình Giọng Ải Giọng Ai xin được phép kết thúc. Cảm ơn thương hiệu thời trang cao cấp IV Moda đã đồng hành cùng với chúng tôi. Tuần sau vào lúc 19:30 thứ bảy trên kênh HTV7 chúng ta lại gặp nhau quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.